Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án mới nhất 3 căn nhà thuộc tổ dân phố 7, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 3 căn nhà này, 3 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, xây dựng riêng biệt từng căn, diện tích 32 m², thiết kế và xây dựng 4 tầng mới, giá cực kỳ là hấp dẫn, chưa đến 3 tỷ một căn, gần như với cái cụm dự án 3 căn nhà. Nhà này thì giá đang chào là thấp nhất khu vực và với phần mặt tiền thì hơn 4 mét, thiết kế công năng sử dụng 4 tầng cực kỳ là hợp lý. Giá rẻ nằm ở trong khu dân cư đông đúc, ngõ trước nhà khoảng tầm được 2 mét và căn nhà này cách khoảng tầm 200 mét ra tới đường ô tô đi lại, nằm ở trong ngõ, không phải mặt ngõ thông thưa quý vị. Và với căn nhà này thì thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để Ngọc Ánh có thể review cho quý vị. Ngắm nhìn từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, hướng nhà cả 3 căn đều là hướng đông nam, rất là thoáng và mát. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Bên cạnh đó thì có một chiếc cửa sổ ở phía bên cạnh để lấy thoáng nha mọi người. Và không gian phòng khách, tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này gần với gì ạ? Gần với lại ngã ba Sa La, gần với bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia, gần với bệnh viện Quân y 103, gần cầu Đen, cầu Trắng, chợ Hà Đông, gần với trung tâm hành chính quận Hà Đông, thuận tiện cho quý vị đi làm. Chắc chắn điều đầu tiên đó là làm ở Hà Đông. Thứ hai, quý vị có thể đi làm ở bên Thanh Trì. Thứ ba, quý vị có thể đi làm ở bên Hoàng Mai. Thứ tư, quý vị có thể đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Và thứ năm, ví dụ quý vị có thể từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể đi về làm theo hướng Thái Hoa, theo đường Senco 5. Và với thiết kế của ngôi nhà gọi là hợp lý, 32 mét, 4 tầng, đáp ứng đúng với tiêu chí công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Còn nếu như mà để tuyệt đối thì mỗi người mỗi ý, cho nên cái đấy thì em không nói quá sâu. Tầng 1 thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ điện, nước riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, giá bán bao gồm toàn bộ phí sang tên cũng như có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Ví dụ như căn này, nhà này quý vị có thể trả trước khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa thời gian dài nhất 30 năm, tối thiểu 3 năm với những lãi suất ưu đãi nhất tại thời điểm hiện tại đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Quay trở lại với ngôi nhà, phần tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Và ngoài cái phần phòng khách thì ở đây có một không gian phòng bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, tủ bếp hoàn thiện xong hết chỉn chu cho quý vị. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, nước sạch đều được thiết kế xong hết rồi. Nước ở đây là đồng hồ nước riêng, quý vị hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo, tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế cho quý vị ở đây là gỗ mặt bậc cầu bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng. Với căn nhà này, cái giá của nó xem với lại Phương Yên Nghĩa, tuy nhiên vị trí đi lại thì lại thích hợp hơn, gần hơn với những cái mà vị trí Ngọc Ánh chia sẻ ngay đầu video cho quý vị. Vậy thì các tầng phía trên thiết kế công năng sử dụng ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Dạ vâng, ở phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị, hành lang đi vào tương đối là rộng, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Căn nhà này thì hướng nhà là hướng đông nam, mùa đông ấm, mùa hè mát. Hướng đông nam thì được rất nhiều quý khách hàng ưu ái và lựa chọn. Đó. Và với cái phòng ngủ thì đây mọi người có thể nhìn thực tế, cửa sổ ánh sáng thông thoáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Tất cả các phòng ngủ cũng đều được thiết kế trần thạch cao. Tất cả các phòng đều được thiết kế ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, cửa sổ hai lớp, bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Phòng ngủ vuông vắn, rộng rãi, diện tích 32 m², mặt tiền được hơn 4 mét, rất là thoáng, rất là rộng, rất là mát thưa quý vị. Và cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài. Đó. Phòng ngủ thì rất là vuông, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài đây ạ.
Với không gian phòng vệ sinh này, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, đầy đủ nội thất, thiết bị vệ sinh. Bên trong, sen cây, sen tắm, lavabo. Tất cả hệ thống điện, nước đều đã xong xuôi. Với phòng vệ sinh thiết kế cho quý vị là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Và đây là phần tầng 2, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng như tầng 2, tất cả chỗ hành lang là đều có cửa sổ thoáng để lấy ánh sáng vào trong phần hành lang của ngôi nhà. Tầng 3 cũng vậy, thiết kế một phòng ngủ, một phòng vệ sinh rộng cho quý vị. Áp chờ điều hòa, mọi cái đều được lắp đặt đầy đủ. Và đây là ánh sáng hoàn toàn tự nhiên vào trong không gian phòng trên phía tầng 2 đây, tầng 3 đây mọi người ạ. Thiết kế hợp lý, giá bán hợp lý, rẻ nhất khu vực. Dưới 3 tỷ mọi người nha. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận cho quý vị. Bởi vì giá bán có sự thay đổi lên xuống cho nên em sẽ để dưới phần bình luận cho quý vị nắm bắt được rõ nhất nhé. Trong phòng vệ sinh này thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên lên tới đây, rất là sạch sẽ. Hai màu nâu rồi là màu ghi, sạch sẽ cực kỳ luôn. Nói chung là có sao thì quý vị đến xem là như vậy. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây, thiết kế hoàn toàn là gỗ. Rồi là các bậc cầu thang đi lên thì là ốp đá granite. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà rồi, vậy thì còn tầng cuối cùng thiết kế ra sao? Mời quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Với diện tích 32 mét vuông, thiết kế và xây dựng 4 tầng, làm sao để đáp ứng toàn bộ công năng sử dụng của hộ gia đình? Trên phía tầng 4, chủ nhà thiết kế cho quý vị đây là phần sân phơi, đồng thời là khu vực để máy giặt. Tại sao lại nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý như thế này? Bởi vì thực ra là tiết kiệm được cái diện tích tối ưu công năng. Ở đây thì chủ nhà cố tình để thiết kế như thế này cho quý vị cũng khá là hợp lý. Mọi người có thể làm cho bên nhà mình một cái chiếc giàn phơi thông minh. Bây giờ kéo lên kéo xuống, nhà nào thì cũng có tủ là máy giặt và vắt khô rồi, cho nên là phơi phòng cũng khá là hiện đại. Còn trên tầng 4 thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng nữa. Quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng ngủ tùy mục đích công năng. Như vậy, tóm tắt lại với ngôi nhà 32 mét, xây 4 tầng, được 3 phòng riêng, công năng sử dụng. Có sao thì em chia sẻ cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là như vậy. Vị trí thuộc tổ dân phố 7, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em chỉ sử dụng duy nhất hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.